Lộ diễn Mỹ Nam có cảnh thân mật đầu tiên với Dương Tử trong trường tương tư, Nam Trình đã được chốt. Không phải Trương Vạn Ý, đây mới là Mỹ Nam đầu tiên có cảnh thân mật với Dương Tử trong trường tương tư. Ở thời điểm hiện tại, trường tương tư đang là một trong những dự án phim cổ trang, thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ với vi dùa bắt mắt như Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đàn Kiện Thứ. Cách đây không lâu một số tạo hình của dàn diễn viên trong phim đã được tung lên mạng. Trong khi ba mỹ nam Trương Vạn Ý, Đặng Vi Đoàn kiện thứ được khen cực đẹp trai trong tạo hình cổ trang. Thì nữ trình Dương Tử cũng nhận được nhiều phản hồi tốt. Tuy nhiên đến nay khán giả vẫn còn thắc mắc không biết ai mới là nam chính trong phim. Chỉ vài phút trước một cảnh tương tác cực ngọt của nữ trình Dương Tử và Đặng Vi trên phim Trường Trường Tương Tư đã được tung ra. Theo đó trong cảnh quay này, nhân vật tiểu yêu của Dương Tử vẫn mặc đồ giả trai và được đồ sơn cảnh Đặng Vi bê theo kiểu công chúa vô cùng tình tứ. Hình ảnh này vừa được tung ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của dương tử góc nghiêng cực phẩm của đặng vi trong cảnh này cũng khiến bao người mê mẩn không chỉ ưng ý màn tương tác cực ngọt này của cặp đôi nhiều khán giả còn suy đoán rằng nhân vật đồ sơn cảnh của đặng vi sẽ là nam chỉnh trong trường tương tư một số bình luận như sau cảnh bề công chúa nhà người ta thì lãng mạn còn ở đây thấy sự đáng yêu thôi góc nghiêng của đặng vi chất lượng quá chắc đặng vi là nam chính thật rồi người đầu tiên có cảnh tiếp xúc thân mật với nữ chính mà ngay từ đầu đã đoàn đặng vi nam chỉnh rồi trong nguyên tác tiểu yêu cũng chọn đồ sơn cảnh nhìn biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của dương tử thấy dễ thương quá thế này nên phim thì bao đẹp luôn ấy hiện trường tương tư vẫn đang trong quá trình quay phim và chưa có lịch chiếu cụ thể với nội dung hay và dàn diễn viên chất lượng trường tương tư được dự đoán sẽ là một trong những bộ phim cổ trang tiên hiệp nổi bật khi lên sóng Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại